Ok anh em, trước khi về video thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái shop ạc. Đó chính là cái shop ạc acliên minh.vn. Một cái shop mà bán ạc liên quân, liên minh hoặc là nạp RB quân huy tính cực kỳ rẻ luôn anh em. Và cái điều quan trọng nhất khi anh em mua shop ạc này á, đó chính là khi anh em muốn mua đúng không, anh em chỉ cần bấm vào đây. Đấy, anh em chỉ cần đây là bạn có mày giảm giá, click vào đây để nhận ngay ưu đãi này. Anh em bấm vào nhập mã chính là BUSAGI và áp dụng, anh em sẽ được giảm ngay 15% cho tất cả các ạc nha. Mong là anh em vào đây mua ủng hộ cho mình nha. Mình sẽ để link này ở phía dưới phần mô tả như là bình luận mỗi video nha anh em. Ok, chúc anh em xem video vui vẻ. Hello tất cả anh em nha, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là BillCG đây, và chào mừng anh em đã quay trở lại với series mà BillCG cập nhật cái meta mới nhất ở thời điểm hiện tại này anh em. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với series đó và cùng với con tôi đó chính là con Evelyn này. Và khi mà mình làm video qua mình hỏi anh em có meta gì hot á, thì anh em đã trả lời ngay cho mình luôn, rất là nhiều anh em bình luận rằng đó chính là Yuumi và Evelyn. Mình cũng đã test thử rồi và cũng đã xem người ta chơi rồi anh em, mình thấy khá là ok và mình nghĩ nó mạnh đó. Khi mà con Yuumi này nhập vào con Evelyn lên tầng hình đó anh em, khi mà level 6 á thì nó sẽ kiểu như là cặp đôi tàng hình luôn á. Yuumi tung skill ra không thằng nào thấy cả anh em, cái kiểu như là skill tàng hình luôn á. Quang Huy không thấy, Quang R không thấy luôn, rất là ảo. Mình đã xem lại replay rồi anh em ơi, rất là ảo luôn. Mà mình cũng đã test cái cặp đôi này cũng phải là mấy trận rồi, nhưng mà như anh em comment kêu mình là cầm Yuumi và Evelyn đi boss luôn anh em. Mình cũng đã thử cầm rồi nha, và cực kỳ phế luôn, nên mình đã chuyển thành đi boss thành đi rừng và đi support nha anh em. Tại vì nếu mà mình nghĩ đi boss thì nó hơi phế một tí, tại vì đi boss một là không ai farm, hai là không ai dọn quái. Lúc đầu mắc yếu luôn nha anh em, lúc đầu mắc yếu luôn. Và khi mà đi boss thì người ta sẽ chuyển Yuumi thành AP carry, nó sẽ lên mắc áp luôn. Còn con Evelyn này thì sẽ lên tốc chạy và tăng. Mình nghĩ nó không ổn áp chút nào cả, nên mình đã chuyển ngược lại luôn anh em. Mình sẽ cầm con Evelyn này và lên mắc phép khi mà đi rừng. Khi mà mình để đủ level và đủ cấp á thì mình sẽ bắt Yuumi đi chung với mình luôn, nó sẽ nhập vào mình bỏ AD luôn anh em. Tại vì mình đang đánh chung với con Yuumi á, nên nó phát là nghe thôi. Đấy, tức là đủ level, đủ cấp á, bắt Yuumi nhập vào mình xong rồi đi găng luôn nó mới phê. Chạy đông sau này. Ok luôn, xin nha. Con này mà con Evelyn này khi mình đã ăn được mạng á, nó snowball rất là tốt luôn anh em. Con này kiểu như là ao rừng bản rất là dễ luôn. Mình càng lên level 6 sớm thì mình càng mạnh sớm anh em. Nếu mình nhớ không nhầm á, khi mà lên level 6 á thì cái khả năng hồi phục khi đi rừng con này rất là kinh khủng luôn á. Còn rừng này không đây, à hết rừng luôn rồi. Ok, và nếu như anh em có yêu cầu hay bình luận ở phía dưới nha, mình sẽ xem xét từng cái yêu cầu của anh em để mình làm luôn. Thật sự là cái meta Yuumi với Evelyn này có rất là lâu rồi, mình nghĩ là có cũng tầm một tuần trước luôn anh em, nhưng mà giờ đây thì mình mới mới có người đánh chung để mình làm được. Có người đánh chung mà biết chơi Yuumi gì nữa anh em. Giờ farm anh em, ráng farm càng nhanh càng tốt. Lên cái level 6 phát là đầu đen mà nó phải gọi là khát bọt ngay. Nhưng mà lên level 6 anh em thì anh em cũng từ từ bắt Yuumi đi theo mình nha. Anh em phải có kiểu như là đồ một chút á. Anh em với Yuumi anh em được càng sát hết các bản đồ rồi luôn. Mình khi đi mình đi chung với nó thì có được một cái lợi là AD sẽ hưởng ép một mình đó anh em. Thì AD sẽ mạnh hơn một tí nhưng mà khó farm hơn thôi. Nên là mình sẽ cố gắng mình snowball ở lúc đầu game để tí nữa chơi nó dễ. Lên này, lên này, lên này, lên nè. Chơi nè. Trốn lại. Trốn lại. Rồi hay rồi, chết rồi, chết rồi. Đấy, con này đi gan rất là dễ luôn anh em. Anh em chỉ cần W nói xong rồi ra anh em đánh thường hay là Q hay là E trúng nó được. Anh em khiêu khích nó lại là phát là ok ngay. Cái bản ngọc con này mình sẽ để ở lúc đầu video cho anh em muốn chơi và tham khảo nha. Cái meta này anh em thì anh em cần phải có một người đánh chung với mình anh em, và người đó bắt buộc phải chơi Yuumi. Còn Yuumi đi đâu thì mình không biết, mà mình nghĩ là chắc chắn mà đi support thôi. Còn Evelyn thì phải đi rừng nha anh em. Evelyn lên mắt phép và Yuumi lên đồi support nha.
ở trên mạng mình thấy người ta chơi meta này thì bắt Yumilin sức mạnh với thuật cơ, mình nghĩ nó khá là yếu, khá là yếu luôn á. Nếu mà thay vào đó con Evelyn này được farm và lên đồ sức mạnh với thuật thì mình nghĩ là nó mạnh hơn Yumi rất là nhiều. Nên là chúng ta cứ lên thôi, cái nào mạnh thì chúng ta lên thôi. Về ra em ơi, không gắn top nha, tại vì hơn 2k tiền rồi, không về khi này thì về khi nào nữa đây. Ok, trời ơi, giàu anh em ơi, về nhà quất cái phát cái thông vọng luôn. Cái này tên bạn nghỉ chơi rồi. À, Yavan, ổng đang múc cua anh em ơi, may mình ra kịp đấy. Ok, xin nha Yavan này. Ê, chơi luôn, slash, bay lên chơi luôn nè, bay lên. Ôi. Ê, chơi được. Đậu đen mày. Rồi luôn. Ok, đẹp luôn anh em, double kill, nhưng mà phải đó mình không cần xài R. Ổn thiệt, nhưng mà mình nhưng mà tính đam không chuẩn, anh em mất mẹ cái R rồi. Ok, không sao quá, xuống bóp nè. Đánh ai? Đó, chạy đâu sau này. Mày nè. Ui, tóc biến rồi. À, xui ghê anh em ơi. Wow, xui ghê. Ok, mất tóc biến này. Ok rồi, sau xuống găng tiếp. 4-0 cái nhẹ liền anh em. Nice. Bây giờ thì bắt Dung nhập vào mình thì cũng không được lắm anh em. Mình phải có cái giày cơ động trước đã, cũng như là AD nó được farm lên đồ tí đã anh em. Chứ giờ bắt Dung đi theo mình thì khác gì là boss là 1 với 2 không. Nhưng mà meta này thật sự rất là mạnh nha. Và nếu như anh em là chơi chuẩn meta này á, thì kiểu như là combat rất là sướng luôn anh em. Tại vì team nó không biết mình đang ở đâu cả, và tự nhiên một con Evelyn thù lù ở đâu đó cùng với một cái anti đầu đen mày ta tổ bố con Yumi này stun hết tất cả các team bạn thì thôi, chứ bay vào rồi một phát nó là đẹp, thật sự rất là mạnh. Nói cho anh em combo thùng thục cái này nha, mình phải hết đợt này xong rồi mình về nhà mình mua cái giày cơ động nha anh em. Ok, về rồi. Ê, tóc bị găng kìa, tôi tới nè, I come in. Ôi, what the fuck, tớ nó cân được không? Tới nè. Chạy đi. Ui, what the fuck. Trời, tính lên giúp bạn lấy nhẹ nhẹ cái stat của cái nhẫn HR mình mới mua anh em. Wow, ghê đi. Cần hàng tóc luôn à. Đẹp quá. Và cũng như là cái việc thông vọng mà nó được giảm giá ở phiên bản trước đó em, thì cái con tướng đi rừng mà kiểu như là lên app á, đã quay trở lại đấu trường rồi, rất là mạnh luôn á. Tôi lo nè. I come in. Vô UD ơi. Stun nó nè. Ây rồi, chết rồi. Ok, cho mình xin nha. Thank you. Bóp bị găng sắp mặt rồi. Mình tỉnh, tôi xuống nè. Ôi, chuối không anh em ơi. Slash xuống trước rồi nội. Ôi, bậy rồi. Băng trụ luôn nè, đẩy quá vô anh em ơi. Ôi, hello. Nè. Ok. Anh em ơi, cứu anh em ơi. Hoài. Ôi, trời ơi. Skill nó tung rồi. Mẹ. Oh shit. Ok, làm sao anh em? Không bị si đàn tí. Nhập cho mình nè, Yumi. Yumi hết mẹ nè rồi. Tí nữa mình cho anh em thấy cái sự khó chịu của con Yumi với Evelyn này anh em à. Cứ từ từ, giờ chúng ta giờ là mình nghĩ là ok đó. Giờ về nhà mua đồ xong lần nữa xong rồi ra xong rồi cứ Yumi nhập cho mình là ổn áp rồi đó anh em. Đồ đủ rồi. Có cái giày luôn rồi. Mình khá là stun. Giờ con này mà đi snowball nó còn Yumi nữa thôi, chứ đầu đây mà như hổ mọc thâm cánh luôn anh em. Con Evelyn này nếu mà stun là one shot là cực phê luôn.
Bye 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 bye. Ok, muốn tiếp theo mình sẽ lân đó chính là cái sóng kiếm Tây Hương nha. Và nếu như anh em định chơi cái meta này á, thì mình khuyên em đừng nên thử meta Yumi và Evelyn boss nha. Hãy thử meta đó chính là Yumi đi support và Evelyn đi rừng lên mắc áp. Còn Yumi lên đồ support bình thường nha anh em. Chứ đừng bắt Yumi lên đồ áp và đi boss cùng với Evelyn, tại vì rất là yếu luôn, mà nó thử 2-3 trận liên tiếp luôn á, mà không có stun nổi luôn anh em, tại vì không ai farm được hết á. Nó hành mình ra bãi luôn á. Ê ê, Yabon nè, anh em ơi, Yabon nó đang xuống nè. Chết nó nè, chết nè. Oh shit, chạy đâu? Đậu đi mày. Lại đây, lại đây, lại đây. Bắn trụ nè anh em, bắn trụ nè anh em. Chạy sao được mà chạy mày. Ok luôn. Xinh nha. Mày theo anh luôn nè. Giờ là theo mình là có chuối nè, giờ theo mình là có chuối. Tại vì con Yumi này nó có thêm một cái base nữa, đó là tăng tốc chạy. Mà Evelyn này cần nhất là sự cơ động để đi găng, để đậu lên các kiểu anh em. Mà Yumi là ui bút ke thôi, chạy đầu đi mà bé cháy bỏ chết luôn. Giờ là bắt Yumi đi theo mình luôn anh em. Bỏ AD đó. Chơi AD tự lo đi anh em ơi. Nè 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 nè, canh đợi Yesu ra nè. Yesu sắp ra đó. Tại vì hello. Ô đi chó nè em. Rồi xong nó còn thúc bí lên nữa. Mạnh quá rồi, 8-0. Anh em thấy ông Yumi chỉ cần nhập vào mình thôi, chỉ cần nhập vào mình thôi anh em là có ngay mạng hỗ trợ, không cần làm nhiều cả. Đâu ta? Ok. Mình nghĩ là Yavan nó sắp vô ăn red á, nhưng mà nó vô hay không đó một chuyện khác nha anh em. Ok, nhường cho UD. Yavan sắp vô sao á? Yavan đâu rồi? Ồ, nó này, nó này, nó này, nó này. À. Trời ơi. Mày nhảy từ lưu hụt dưa luôn, không có màn hỗ trợ luôn, cái đầu đi. Ui. Mình không bay được xuống rồi. Đầu. Rồi xong chắc chắc mày rồi, chạy đâu nữa sau này. Ok luôn. Lấy màn hỗ trợ không được anh em ơi, mình chủ yếu là tích cái điểm phòng bắn hắc ám á. Băng trụ tiếp nè, băng trụ tiếp nè. Ồ, chưa đẩy xong rồi. Sao băng nè. Giờ là bỏ farm luôn nha anh em. Giờ không cần farm nữa, chúng ta chỉ đi găng thôi. Farm làm gì tầm này nữa anh em. Ok luôn. Trời ơi, nó mạnh, phải nói là đỉnh cao luôn. Khá là tội Kai'Sa bạn. Bạn Kai'Sa bỏ lên luôn rồi. Mà chơi cách này snowball cực kỳ tốt luôn nha anh em, snowball cực tốt luôn. Nếu mà anh em tự tin vào cái khả năng đi rừng của mình và cách carry của anh em với công tướng Evelyn này thì em có thể kiểu như là gánh cái trận đấu rồi luôn á. Nhưng mà khá là tội cho bạn IB, bạn không có được chơi game anh em à, 1v2 mà. Tầm này là đi dọn hết quá rừng xong rồi mày đi đồ sát đó thôi anh em ơi, bật cái độ BK liền. Và nếu như anh em thấy video nào hay và kết á, hãy đừng quên bình luận lộn, hãy đừng quên like ủng hộ mình nha. Và nó được anh em bấm đăng ký cũng như là bấm cái chuông anh em để nhận những thông báo mới nhất về video trên kênh mình nhé. Mình sẽ cố gắng cập nhật những cái meta mới nhất và hot nhất và hướng dẫn cách chơi cho anh em nếu anh em chưa biết. Chạy đâu sau. Trời ơi, 100 đầu vô thằng này nó phế quá rồi anh em ơi. Thành nó ra bãi luôn rồi. Chạy đâu sau. Come on, come on. 2.500 tiền chưa về nhà mua đồ rồi. Về rồi. 2.500 tiền 1-0 anh em. Trận này mà không xanh thì thôi chứ. Trời ơi, dù 13.000 vàng. Đi theo mình cái kế máy mạng hỗ trợ rồi lên được 3.000 vàng luôn. À quên. Quên sorry. Trời ơi. Tên bạn đầu đi mà hành ra bãi luôn rồi. Tên bạn mới ăn được 3 mạng thôi đó anh em. Mình quốc 11 mạng rồi. À, nãy quên non cái sách chữ hồn nhá, dở ghê.
Nếu mà mình đi với Dung như vậy anh em là mình cúp rừng là vô tư luôn á, rất là tự tin để đi cúp rừng luôn, tại vì lúc nào cũng trong tình trạng là 2-1 á, như vậy nè đó anh em, lúc nào đi cúp rừng cũng trong tình trạng 2-1 hết, nên rừng bạn là nghỉ chơi chắc luôn. Chơi cái này thì anh em cướp rừng liên tục, đi găng liên tục vào là tay mạng phế ngay chứ gì đâu mà. Tầm này là farm gì nữa, mà đi farm người rồi đó. Tầm này là đi farm người rồi chứ. Chơi luôn nè. Ok luôn, chết hay không? À, Yumi chưa có bơm máu hả? Buồn vậy. Chạy đi Yumi ơi. Rồi hay rồi, Yumi level 9 luôn anh em. Ở trên mạng người ta hay nói chiến thuật này đó chính là cái chiến thuật tàu ngầm đó anh em. Tại vì không ai thấy hai thằng linh mình đi đâu cả luôn á. Đầu đi mày cắm mắt thường cũng không thấy, chỉ có cắm mắt tím đó nha anh em là mới thấy mình thôi. Mà thấy mình thì sao nào. Đầu đi mà giờ xanh quá rồi. Khi mà mình Yumi ở trong cái dạng tàng hình của mình á là tung tất cả skill đều không thấy nha anh em. Tên bạn đều không thấy được khi mà kiểu như là gần đến á. Cái chu quy của Yumi á cũng như là ở trong một như là khoảng không nó bay ra anh em, rất là ảo. Nếu như anh em nào chơi rồi anh em hãy bấm vào xem lại cái replay, xem lại trận đấu của mình chơi á thì anh em sẽ thấy nó khó chịu cỡ nào thật sự luôn á. Cái R Yumi, cái quy của Yumi kiểu như nó tàn hình luôn á anh em, à không thằng nào thấy hết, khi mà như là sắp đụng anh em nó mới thấy thôi. Chiến thuật này thì khá là ok đó anh em. Đây thằng Tele kìa. Mẹ rồi. Ui cái dép ma vũ cái đầu lên. Chạy đâu. Ôi what the fuck. Thì cũng được nữa. Ngồi. Ê vô bi ke. Lên lên luôn. Cân nhẹ cái nhẹ nè. Yumi nó không lên đồ support lên em, nó lên mắt ém luôn rồi. Bả lìn. Trời ơi mạnh kinh luôn. Để đâu Yumi lên mắt ép luôn anh em ơi. Mắt mạnh luôn. Đây đây nào. Tên bạn ở trong nhà chơi luôn rồi, không dám ra luôn mà. Ra là chết ngay. Tại vì nó không biết mình đang ở đâu rồi anh em ơi. Nó biết một phát là có hai đứa ra bay đập nó liền á. Cái gì bị kia nè. Đó kìa. Trúng kìa. Nửa cây luôn. Phải lên. Chơi nè. Ui mạnh vãi đái. Trời ơi. Từ từ em ơi, lùi. Lùi với tên bạn ra nữa. Trời ơi em đứng ở đầu em ở trong nhà đó, sao mà tên mới dám ra đây. Tại nó chưa gặp mình nó thì chết hết rồi. Như mình nói là chiến thuật này là snowball mắc kinh luôn. Tại vì em phải cúp rừng là đi găng liên tục. Mà một lần em đi găng là đi găng hai đứa chứ không phải là đi găng một đứa đâu anh em. Nhưng mà được cái là AD với bot khá là thọt. Nên anh em khuyên AD nên đánh những con như là April Lucian hay là những con nào có thể tự lo được cho bản thân đó. Không cần cover quá nhiều. Tại vì Yumi lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình cả. Vì nó mới lỗi với anh em. Mình 16 mạng luôn rồi. Ấy liền. Nó có 18 stack thôi. Trận này ráng lên 25 stack là đẹp luôn. Hay. AD cũng xanh thì thôi chứ. Tên mày ngờ ngờ sớm rồi. Chơi luôn nè. Mắt thường không thấy mình được nha anh em. Đó, cái quy của Yumi nãy tàng hình đó, cái rồ cũng tàng hình luôn đó anh em. Nhưng nào đụng tên nó mới thấy thôi. Vì nó mới lỗi. Ôi, không chết kìa, là cái dép ảo ma vũ của đậu đen nó hai lần rồi. Đậu đen mày, Giê-xu đâu rồi? Chạy đâu sâu này? Nó đâu rồi? Cái dép ảo ma vũ đó nó cúng nó hai lần rồi đó. Cây thế nhờ. Ôi, tim mà nồng hề luôn kìa. Ui, mạnh thế mà. Ok, và GG nha, tạm biệt em. Hẹn gặp lại anh em về đường sau nha, bye bye.